Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì Điệp với thằng em đi đào chuột đó mọi người. Hôm nay là trời nó lụt đó. Đấy, cho nên là nước rất là nhiều, cho nên chuột chắc là dễ đào đó. Hai với anh em về làm bữa chuột. Cô mồi, cô mồi. Mở ta quay cả mà. Để ta đổ cho mù. Wow. À, trời mưa này mà ăn thịt chuột thì quả chuẩn luôn á mọi người ạ. Này này, tao làm cho cái. Đây là cáo nhân thịt chuột nha mọi người. Đấy, đây là cáo nhân chuyến về thịt chuột. Ông là cái kinh nghiệm trong nghề mấy chục năm rồi. Còn đây là một bầy chờ ăn. Đây một bầy đang ngồi chờ ăn đây. Đấy, thịt chuột đã thui xong nha, rất là đẹp mọi người nha. À, tuyệt vời luôn này. Có cái tấm cắt có thả đập đây. Này, đây là đặc sản thịt chuột Yên Thành nha mọi người. Đấy. Bốc. Đây là cộng đoàn xã với là mưa nha mọi người. Đây. Toàn là những người có tay nghề gọi là cực cáo nha. Đấy. Xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà đầu bếp 5 sao giờ về quê để làm thịt chuột nha. Đây đầu bếp 5 sao này. Xã đấy mọi người này. Cậu ơi, ông chạy qua bên nhà là thịt chuột kìa. Hả? Thì đủ giá vị với ngón chứ ông ơi. Bỏ trong đây mùi không? Nghe bị ruột mà ăn nghe bị ruột không? Đây là cáo thủ nấu thịt chuột nhá, có kinh nghiệm mấy chục năm nhá mọi người. Cái này chỉ có thôn quê nhá, chứ thành phố cũng có kiểu này đâu. Ông nha, cái này chỉ có thôn quê chứ thành phố cũng có ăn kiểu này đâu ông nha. Thành phố từng đấy ông nhiều tiền không này. Mà thành phố cũng biết ăn món này đâu ông ạ. Thâm nước rồi mọi người ạ. À, ông đây là cáo thủ thịt chuột đấy mọi người ạ. À, thơm nước luôn này. Lá mưa, xà, thịt chuột, ớt. Bữa nay thiếu ruốc ông nha. Có ruốc nữa thì quá chuẩn. Vậy là thịt chuột xong rồi nha mọi người. Rồi, siêu ngon luôn. Đừng bốc hơi ngụt ngụt luôn này. Hãy
Thịt chuột lại sóng nha mọi người. Ôi, trời mưa gió mắn kiểu này quả chín xò nha. Vùng nông thôn chỉ có vậy thôi, không có cao sang hơn mà. Đó. Mời mọi người nha. Ngon.